Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối một thể thao vua. Hứa là trận đấu này sẽ diễn ra với một tốc độ cao, rất nguy hiểm. Sẽ đối đầu nhau trong trận đấu này rất nguy hiểm, một tình huống đẩy bóng an toàn trên quả phạt góc của thủ thành Đức Anh. Điều kiện chính trong trận đấu ngày hôm nay đó là anh trọng tài, kết quả 3-3 là kết quả cuối cùng. Không biết những quý vị khán giả sẽ dự đoán trận đấu này sẽ có bao nhiêu bàn thắng. Đánh đâu phối hợp, vâng, rất khó để có thể tung ra và dứt điểm. Vẫn có phạt góc dành cho 2K3. Đan Tiệp là người đã dứt điểm. Dứt điểm rất nguy hiểm. Quả dứt điểm tới từ cầu thủ đeo số 15 Lê Tiệp. Tuyến ai cơ bộ rất nguy hiểm. Một cú sút từ tuyến này rất căng, là cân bằng, là hấp dẫn, nhưng bàn thắng là điều mà vẫn chưa có trong trận đấu này. Rất đáng tiếc dành cho Đàn Bịp. Bây giờ thì sẽ là khoảng thời gian 97 họ sẽ ra tạt sức ép. Đánh đầu rất nguy hiểm. Tiếp tục bóng chạm tay của Dương Mane. Trước đó thì Dương Mane đã tung ra một pha đánh đầu nhưng không thể vượt qua được hàng phòng ngự của cầu thủ 2K3. Cây! Quả đệm bóng tới từ Thọ Nguyên, nhưng bóng đã nằm gọn trong tay của Đức Anh rồi. Pha đệm bóng hơi nhẹ. Cây! Cơ bộ! Khá nhiều những cơ hội dành cho anh Mạnh trong trận đấu này, nhưng vừa rồi là một ở tư thế tương đối khó. Anh Mạnh xoay người và dứt điểm ngay bằng chân trái. Sút gay rất nguy hiểm. Phản công, lựa chọn dứt điểm ngay. Thọ Nguyên cơ, cơ bộ. Pha phối hợp rất hay giữa Thọ Nguyên và giữa Mane. Một lần nữa Đức Anh là thủ thành đã khép góc rất kịp thời. Phản công dành cho 2K3. Cơ bộ. Cuối cùng thì anh Mạnh cũng đã có lời đáp trả. Bàn thắng mở điểm dành cho các cầu thủ 2K3. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Chỉ hai đường bóng thôi là đủ để giúp cho 2K3 vươn lên dẫn trước. Bàn thắng dành cho anh Mạnh. Tuyệt vời. Xin cảm ơn các anh. Đây! Và dứt điểm trong góc hẹp. Quá khó để cản phá. Dù trái bóng đã khẽ chạm những đầu ngón tay của Đức Anh, nhưng lực sút của trái bóng là quá mạnh. Thọ Nguyên mang về bàn thắng quân bình 1-1. Một pha đá phạt rất nguy hiểm. Dứt điểm. Quá cao. Một cú dứt điểm rất căng của Hiệp Trắng. Rất hay. Không vô. Những pha đàn ăn bóng rất tuyệt vời của cầu thủ 2K3. Đăng Hậu đã có những tình huống rất nguy hiểm. Không vào. Vẫn không vào. Rất đáng tiếc. Chút nữa đã có cơ hội bàn thắng dành cho anh Mạnh. Vâng, một pha phối hợp đá phạt. Bóng hướng về phía cột 2. Nên nhớ là như vậy. Ôm người chặt đỡ cả ôm người yêu. Rất nguy hiểm. Và cầu thủ xuất sắc của Đức Anh. Cầu thủ vào sân thay người. Đồng Đồng đã tung ra pha dứt điểm rất căng. Ông đó là pha dứt điểm từ Lê Tiệp. Bóng vẫn còn trong cuộc. Lê Tiệp. Và phối hợp rất nguy hiểm. Trái bóng được hướng tới vị trí của Thọ Nguyên.
giữa Mane. Rất nguy hiểm, cầu vào. Một tình huống thoát xuống đáy hàng phòng ngự đối phương và tung ra pha đánh đầu trong góc hẹp. Nhưng rất khó để cho giữa Mane có được. Rất đẹp. Tương đối nguy hiểm. Đó là Lê Tiệp. Hai trận đấu trước đã có kết quả hòa, đó là trận đấu khai mạc của mùa giải giữa 8x và 94, hòa 3-3. Hơi chậm rồi, phản công. Đây rồi. Rất đẹp. Cơ vô. Vượt điểm một bóng. Và thay người. Anh Tài cho thay người. Thay người bên phía cầu thủ 97. Sự quay trở lại của Thọ Nguyên. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.